Dạ, dạ, dạ chào sao tâm năm mới. Ở lấy đá rồi mình mới trồng xuống được chứ. Giờ chị lấy bông ra. Đây. Đang lấy đá ra luôn. À, bây giờ là chào lon lấy đá à, lấy cây bông lên cô chú anh chị anh giàu với chị Hương đang lấy đá ra dỗ cái trang lên cô chú anh chị. Là hôm nay mình xử lý cái trang ở trên lỗ âm dương của chú Năm. Trong lúc chờ xử lý thì chị lo đi đây xử lý lỗ âm dương. Thì chú Tiểu xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị hãy video chú Tiểu hay cho mình được like và đăng ký cho chú Tiểu. Thắp hương, phòng lon đi thắp hương này. À, anh Hải với phòng lon đi thắp hương cho mấy cô chú xung quanh cả nhà. Bữa nay anh nắng quá anh ngồi trong xe rồi. Hôm nay bếp Vinh Idol ngồi trong xe của chú anh chị. Bữa nay nóng quá ảnh ngồi trong xe mới lạnh mát. Đâu, anh Nguyên Vũ anh cũng đang thắp hương ha cô chú anh chị ha. Chống mặt em quay vòng chống mặt hả. Anh Hải đây cắt cây mới làm kia của chú chị tại chị lo cũng sợ nắng lắm rồi. Mình trải qua mình chú Năm chú chị ha. Anh Huy Vũ anh Huy Vũ anh đem cái bình hoa qua cho cô Thanh Kim Huệ á chú chị. Anh Vũ à nắng quá anh ơi. Trời ơi nắng quá con tội quá cưng quá trắng quá dạ cưng quá trắng quá chặt anh lâu lắm rồi. Cưng quá trắng quá hả anh? À như vậy là lỗ âm dương sẽ được trồng cây lẻ bạn không quý vị? Hay một cái là nó trùng với nó bớt một tiếng nữa bên dưới một cái bên dưới ha bé bớt dưới một tiếng cắm vô là nó ra dạ. Mình bẻ rễ vẫn giữ được hả ra muốn giờ không biết gì nữa cây này dễ sống luôn. Cái này dễ lắm, chắc mọi loại hưu mọi thứ ở đêm nay. Chắc mọi loại hưu. Chị này là em hưu hết cơ hội ăn này nó chơi hả? Chơi chị. Mấy mộ khác này luôn nó không thấy nó đụng.
nó sợ chứ phải nó chơi chị. Hôm nay là chia tay hù. Chia tay em hù đúng rồi chị ơi. Chia tay hù mà gặp Nguyễn Thị Nai nó chết. Nai hù đi chạy nhau rồi. Thôi để nhường cho người uống. Bỏ rắc bớt được, bỏ rắc vô. Vậy chính nó mau nhảy con. Nhanh lắm. Sữa nhà ba cũng chồng đó. Vậy là bữa nay là cho cậu. Cho mấy chục nữa. 642189. Anh Vũ đang ngắm mấy cây lên xe. Đang ngắm xe đồng trắng. Nó nắng đứng đi coi cắn giá. Camera lại bị chống bên kìa. Nói vậy nhớ ra đây cạnh Vũ hôm qua được em rồi. Bây giờ mấy cây mấy cây. Anh Vũ chắc bao nhiêu cái camera luôn đó. Mặt mọc á. Mình để mấy cây rồi. 6 rồi. 7 rồi, 8 cây. Cây đi. Còn cây cho luôn. Cây đi. Đây đây, cây nhỏ này nữa nè. Cái gì vậy? Sao đẹp quá. Ông mỗi chúng tôi không mỗi quá nha. Bây giờ tới cái tới hồi để đá là đâu. Vũ sẽ ra tay nè, để bán. Rồi, cắm cây. Nó chặt không à. Quan trọng mình có bỏ. Nó đẹp hơn. Chín nó đẹp. Dạ. Sao nó trắng vậy anh? Cạnh lấy nước á mình rửa nó quạnh. Cây đề nghị quý khách để nhập vũ chế độ rung. Qua đá vô công nghệ, có công nghệ qua đá là anh vũ đó. Anh đi rửa tay. Rửa chi? Chị là chị lon lên cái nghẹt mạng. Nghẹt mạng. Đây là chơi chơi. Ở đây mình bị nghẹt mũi. Nghẹt mũi. Nóng không Vũ? Có bạn chơi dùng rồi đỡ. Không có, em nói cái mộ nóng, đá trong mộ cũng nóng. Chắc là mình phải cưới cái luôn ha. Hết pin á. Cái tuôn cho mình thêm vô. Trời ơi, trời cái đầu nó nắng giờ đổ nước sôi luôn á. Thôi đi vô trong mát chứ coi.